Chào mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu về cái dòng kẻ chì mày của Darknet tiếp nha. Đây. Hiện tại là bên em chỉ còn 3 màu thôi, đó là màu xanh, màu xám, màu đen và màu nâu. Màu xám, màu nâu và màu đen nha. Bên em hiện tại cái cây chì mày như thế này á có giá là 80.000, 10 cây là 300.000 và 100 cây là 500.000 nha mọi người. Nhưng mà nếu mà mọi người mà vào website cucumon.vn á đăng ký làm thành viên mua hàng thì cái giá của nó chỉ là còn là 60.000 một cây thôi nha. Và 10 cây của nó chỉ 60.000 một cây và 10 cây của nó chỉ là 250.000 thôi. 100 cây là chỉ là 450.000 thôi nha mọi người. Cực kỳ rẻ luôn nha. Đây, chỉ còn 3 màu thôi. Bên em về tới 6 màu rồi đó, nhưng mà bán chạy hết 3 màu rồi, còn chỉ còn 3 màu thôi ạ. Nên mọi người nhanh tay mua hàng kẻo hết nha mọi người. Ưu đãi của bên em á chỉ trong tháng 8 này thôi. Nếu mà mọi người mà để qua tới tháng 9 á thì sẽ không còn cái giá này nữa đâu. Nó sẽ quay là cái giá. Nó sẽ quay về cái giá gốc. Là không có quà tặng gì luôn nha mọi người. Đây. Cái đây. Có hơi màu hai đầu nha mọi người. Một đầu chải và một đầu chuốt. Đây. Đầu chải và đầu chuốt nha mọi người. Rất là tiện lợi luôn. Chỉ 80.000 một cây thôi nha mọi người. Mà hiện tại bên em á đang có chương trình giảm giá và tặng thêm quà tặng nữa. Khi mà mọi người mà mua quà thì sẽ tự tặng thêm cái miếng nhân móng như thế này. Đây, cái miếng nhân móng nó rất là xinh luôn. Người lớn tuổi hay người nhỏ tuổi gì cũng có thể sử dụng được nha mọi người. Một bộ nhân móng như vậy là có 20 móng nè, sử dụng được 2 lần nha. Và một lần như vậy mình có thể mình để được 3 đến 4 ngày. Nhưng mà chị em nào mà mình kỹ một xíu, mình không đụng nước thì có thể để tới 1 tầng luôn nha. Mua chì mày sẽ được tặng thêm cái này nữa nè. Quà tặng hấp dẫn luôn nha mọi người. Mình mà vào website cocomon.vn á, mình đăng ký làm thành viên thì chỉ còn là giá 60.000 cho một cây chì mày như thế này thôi ạ. Rất là rẻ luôn. Và cái lần đăng ký đầu tiên á, mình sẽ được nhận thêm 50.000 vào tài khoản mua hàng nha. Mọi người tranh thủ mua hàng trong tháng này giúp em nha. Tại vì nếu mà mình để qua tới tháng sau á thì sẽ không còn cái giá ưu đãi như thế này nữa đâu ạ. Còn chị em nào á mà mình có thời gian rảnh á thì qua bên 187 Tôn Nhật Tiên, phường Tân Phong, quận 7 á, mình trải nghiệm massage nè, với lại xoa da miễn phí á, để mình biết được cái da của mình bị như thế nào á, rồi mình dùng cái mỹ phẩm, đúng mỹ phẩm để cho cải thiện được cái làn da cho mình trở nên đẹp hơn nha mọi người. Chị em nào á mình muốn làm sĩ hoặc là cộng tác viên á thì inbox vào cho trang bay giúp em nha. Bên em sẽ có nhân viên check inbox ngay cho mọi người ạ. Mua chì mày như thế này sẽ tặng thêm miếng dán móng nha. Chì mày như thế này mình mua trang bay á là 80.000 một cây nha mọi người, và 5 cây là 300.000. Nhưng mà mình vào website á, mình đăng ký làm thành viên mua hàng á thì một cây chì mày như thế này chỉ là 60.000 thôi, và 5 cây chỉ là 250.000 thôi nha mọi người. Và mình sẽ được tặng thêm cái miếng dán móng như thế này rất là xinh luôn. Bên đây rất là rẻ luôn, mình mua chì mày mình sẽ được tặng nhắn móng nè, xinh lắm luôn nha mọi người. Chị em ơi chia sẻ livestream giúp em nha, em xin kết thúc buổi livestream của em nha, tạm biệt.